Thế nào? Theo ý của Ngưu Thần, muốn làm cho thiên hạ bá tánh đều có công ăn, trước tiên phải giảm xu thuế, tuyệt đối không thể giống như Sùng Chính mỗi năm đều tăng thuế nặng. Nếu mà chúng ta đã nhập quan thì nhất định phải đặt ra quy luật, đời này kế tụ đời kia không được tăng thuế. Chỉ cần quốc khố có tiền thì phải giảm sưu thuế cho bá tánh. Hoàng thượng thương dân như vậy, quả thật là phước của mọi người. Thần để đầu khao được minh chúa, nguyện tan xương nát thịt vì hoàng thượng. Ngu thần cũng cam tâm tình nguyện. Người Hán mắng chửi các cách là chó săn, sau này làm việc giúp cho trẫm, vậy cũng làm việc cho muôn dân, để thiên vạn lão bá tánh đừng nhìn thấy những việc tốt mà các khanh đã làm cho người Hán hay là đám thủ hạ của Sùng Chính, chỉ biết thân quan phát tài mà gây ra những sự việc gì hôn quân vô đạo. Lệnh Thân Khanh, anh có điều gì bẩm báo? Bẩm hoàng thượng, Đại Châu chúng ta người Mãn Châu thì ít, người Hán thì đông hơn. Sau khi hoàng thượng có thiên hạ trong tay, theo ý kiến của hạ thần, hãy coi người Hán cũng giống như người Mãn Châu, đều là con dân của hoàng thượng, không thể giống như nguyên triều của Mông Cổ coi người Hán là thuộc hạ đẳng. Chỉ cần đại thành chúng ta đối với bá tánh tất cả bình đẳng thì dân Hán sẽ chịu phục. Nói rất có lý, nhưng mà có nguyên triều thiên hạ vô địch, nhưng mà tại sao họ không thể nắm dưỡng lấy giang sơn? Là vì họ đã ngược đãi Hán nhân, như vậy kêu là noi gương à? Noi gương tiền nhân. Bảo Thân Khanh, trẫm đọc nhiều sách của người Hán, nhưng mà tại sao không có tiến bộ? Hoàng thượng, ngài lo trăm việc, những điển cố trong sách sử Hán nhân không cần phải quá ghi nhớ ở trong lòng, chỉ cần hiểu được đạo lý chính, làm cách nào trị quốc và bình thiên hạ, như vậy là đủ rồi. Thật ra sách của Hán nhân có nhiều sách rất hay, muốn ghi nhớ được đại đạo lý của sách thì không cần phải làm thơ hay là tạo câu đối gì. Người Hán học sách rất dễ dàng biến thành một sách, chỉ biết học nhưng không hiểu được. Trong đầu là cẩm tú văn chương, nhưng hoàn toàn không hiểu được đạo trị quốc an bang. Quả thật học giả đã lầm lẫn. Hoàng thượng quả thật anh minh, học sách chỉ học theo đạo lý của thánh hiền.
Thân hồi giá chồng trễ, làm cho hoàng thượng quản sự. Màu bật lấy hắn. Chính là tên cẩu tặc ngươi. Tên kỹ nhỏ, không ngờ lại gặp ngươi lần nữa. Lão Dương và sư phụ của ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy con khỉ nhỏ như ngươi đừng hòng thắng được ta. Lần trước ngươi đã có cơ hội, lần này thì ngươi không còn dịp may. Không ai thèm tranh luận với ngươi. Ta chỉ muốn lấy mạng của tên cẩu hoàng đế. Bản lệnh thì cứ diệt dùng. Muốn chạy e là không dễ dàng vậy. Bất biến thành công. Khá lắm, khá lắm. Có cần ta dạy cho ngươi thêm vài chiêu không? Đi theo. Con khỉ nhỏ, chỉ cách vài hôm võ công của ngươi đã tiến bộ ha. Ta thiệt muốn coi ngươi có bản lĩnh gì có thể chạy thoát được thí sức trận pháp của ta. Sao hôm nay lại không đem cô nương xinh đẹp đó tới đây? Nếu như đem cổ theo thì Ngọc Chân Tử ta sẽ càng lên tinh thần hơn. Đáng ghét. Thank you.
không mà bắt lại. Dạ. Dạ. Bẩm hoàng thượng, Thích Khách đã bị khống chế. Đạo trưởng rất đa tạ. Tạ hoàng thượng. Tất cả những tướng sĩ hộ giá có công đều được ban thưởng. Công chúa có chuyện gì? À, không gì. Ta chỉ cảm thấy trong lòng hình như không được ổn. Người hãy nghỉ ngơi. Dạ công chúa. Hoàng thượng Hồng Phước. Đứng dậy. Tạ ơn hoàng thượng. Người trẻ tuổi võ nghệ cao cường, người tên là gì? Nói mau. Ta hình.